Ok, đơn này đơn cho một anh khách ở Hồ Chí Minh các bạn. Thì hôm qua mình làm một cái clip á cho một anh khách ở, anh đó ở đâu ta, Hà Nội hay đâu đó. Thì anh khách ở Hồ Chí Minh thấy được cái combo này thì anh mua nha. Hiện tại thì động cơ này là 1.3 triệu ha. À, thì hiện tại cũng không còn nhiều các bạn, còn 4 5 6 cái gì đó hả, nhưng mà mình chừa lại chắc 2 cái. Đấu qua một cái bo điều khiển nha. Về khách chỉ việc đấu là xài thôi. Ok. Chạy lớn cho anh xem nha. Con này nó lớn các bạn, xác nó lớn các bạn. Nó trớn, nó cao lắm. Phải cực êm nha. Hàng Angel của Đức nha, Germany. Con này nặng 7 kg, cốt chuẩn 14. Cũng không còn nhiều con này nha các bạn. Khách nào thật sự cần thì nhanh tay nha. Trước đây thì mình có bỏ mối cho thợ, nhưng mà hiện tại không còn đủ hàng cho nên mình không bỏ mối nữa nha. Hiện tại thì bán lẻ cũng không đủ nữa nha. Còn mấy cái. Nha. 7 kg nha. Ok, khách về thì việc cấp nguồn đỏ đen. Đầu này thì ra là motor ha, là chạy thôi. Em ru ơi. Ok, cảm ơn anh.